làm được rồi quá này. Thử hôm qua mua ở đây mà không biết, mua hôm qua đâu đâu đây. Con tôm, nó giàu cho nó sướng, sướng mát thôi. Con tôm này có 15. Con tôm này, làm 19 nha. Hôm qua, con chín nha. Làm 19 nha. 19 cái quà, hôm nay mới 6 rồi đó. Qua đó mới tạ bán qua đó. Rồi. Đúng rồi. Trúng không? Trúng là không có mà chưa mà. 99. Số nãy ngày trúng năm tạ mà. Nó có tiền dư chứ chứ trồng cho nó trúng đâu có vậy. Trúng đặc biệt luôn chứ đâu. Má được được. Mua tới năm tạ luôn mà. Rồi mua có vợ chồng con này cho em. Chục mẹ với em. Không bón cho anh. Nó vô cái gì? 99 nha, à, mua cái số lớn gứa mèo mày. Tôm tôm nó rồi, tôm tôm nè. Nó rồi tôm tôm. 36-30 vậy nó tốt. Hồi chín có hồi chín nè. Chín máu có nè. Mà anh coi thử chín máu nè. Và màu chín máu à. 39 nè, đụng mua dữ vậy nam tờ 5 kg gỗ chứ nè. À thôi để nghiên cứu đi, bữa nào lấy em có số em chạy cho đây nghe. Đầu vui vậy anh này, anh vừa vô cho anh nói là anh trúng là năm số năm tờ nào mà lái máy rồi quay vậy mà đặt lắc anh chị nó đặt mình cũng quay luôn, tại vì anh nói trúng mình mới quay mà đặt thì bây giờ không có là thôi chứ dài show. Có trúng có đặt chứ dài xô quý vị. À, thôi bây giờ em sẽ em quay cái số 40 này cho anh chị xem luôn. À, cái anh nói nãy anh vào trạc cho anh mua một tài đồng như vậy quá rồi, tài nó đây. Rồi rồi bữa nay mình quay cho anh chị xem luôn nè. Bữa nay mua con tôm nóc á. À, bữa nay Phú Yên ngày 20 tháng 3 nè. 2023 nè anh chị Phú Yên nè. Đó, 644 nè. Màu số nè, em bón cũng máy sắp rồi anh chị. À, tôm 59 nè, số em cũng không có nhiều nha. Bữa nay là 70 tà và bón ít máy sắp rồi, máy số rồi. Nào bón xài. Hôm qua có mua sắp chưa sao nè? Bón không tôm đúng rồi, nó mua 1-2 sắp rồi quý vị. Bón 90. Tôm 1. 435 Phú Yên nha quý vị. 926 617 572 363. Hôm qua cái đài Khánh Hòa, bữa đài công tâm nó ra 0660, Khánh Hòa nó ra 06, còn công tâm nó ra 60 nha anh chị. Số 10 lao lắm rồi, nó rồi 06 lao lắm rồi đó. Cũng hình như 20 ngày á. Ra Thừa Thiên Huế nha anh chị. 207. Ra Thừa Thiên Huế luôn nè. 207 nha anh chị, 207. Đây. Có số này là 924 nè. Thừa Thiên Huế nè 20 tờ. Cái đang 20 tờ cho mà em chia ra cho nhiều số dễ bón này cho nó ít quá. Còn đây 20 tờ luôn nè. Đấy anh chị, hôm nay là số ngày mai thao sản em quay luôn đó. 208 số ngày mai ngày thứ ba nha anh chị, ngày 21 tháng 3 này. 208 này, 017 này, 526 này, 535 này, 444 này, 759 này, 690 này, 763 này, 572 này. Đó, ngày 21 nha anh chị, ngày 21 tháng 3 nha. Tóm 1 này, đây đại quân nôm này, 20 tờ này, 949 này.
Em có 70 tờ nha anh chị, 70 tờ đây. Còn ở đây hôm nay là 90 tờ. 70 tờ mà xoắn đưa thêm một lóc nữa là 20 tờ đầy Thừa Thiên Huế nữa là 90 tờ nha anh chị. Đó. Đại lý người ta là sắp xếp cho mình thêm 20 tờ nữa 90 tờ. Đó. Để bón nha anh chị. Ở quê mình ở Đại Phụ là bón chậm nha, ngộ lên anh chị. Người ta quấn số đề đó, nên ta mua cái đại chính này nhiều. Còn đại phụ là em, nhưng mà đại chính là ở Quế. Cho nên là người ta ít có mua. Rồi nha anh chị. Rồi, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha. Cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Anh chị mua có gì bấm vô số điện thoại là 0968634712, số Zalo của em nha anh chị. Để mình cái bọn rồi mình mua số online, em chụp hình gửi cho số cho anh chị nha. Em xin cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha.